Ở đây chúng ta có 4 miếng dưa hấu, nhưng 4 vị khán giả không được dùng tay. Làm thế nào phải ăn càng nhanh càng tốt. Ai ăn miếng dưa hấu nào xong trước, hết trước, người đó sẽ giành chiến thắng. Vâng, tôi nghĩ rằng là chị này. Sao lại chỉ ra hai chị này ạ? Tại vì em thấy hai chị này nhanh nhẹn ạ. Nhanh nhẹn là ở tay chân hay nhanh nhẹn ở miệng ạ? Dạ ở miệng ạ. À, miệng chị ăn nhanh lắm à? 3, 2, 1, bắt đầu! Chưa hết giờ, thoải mái đi, cứ ăn đi. Nhanh lên, chưa hết giờ, chưa hết giờ. Rồi. Vậy là 4 vị khán giả đã nhanh chóng trở về vị trí. Miếng dưa hấu này có chấp nhận không? Vẫn còn nhiều hay còn ít? Miếng dưa hấu này thì sao ạ? Đó, tôi bảo là còn thời gian mà tại sao lại không ăn hết đi? Vẫn còn để lại rất nhiều dưa hấu thế này. Đúng không ạ? Hai người chơi này mặc dù rất nhanh nhưng vẫn còn nhiều dưa hấu. Cảm ơn hai vị khán giả. Hai người ở trong chợ thì một chị bán gì, một chị bán gì? Dạ em bán hoa quả. Còn chị này bán gì? Dạ em đi mua hoa quả. Thảo nào. Hai người thân nhau quá. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn hai vị khán giả chơi rất nhiệt tình trong game dành cho hai vị. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.